nhân anh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Anh chị em thân mến, cùng với gia đình hai họ, chúng ta đến đây để chúc mừng và chung vui với anh Giuse Đức Tiến và chị Teresa Thủy Dương trong ngày trọng đại hồng phúc của anh chị. Chúng ta cầu nguyện cho anh chị được mãi mãi nên một và trọn đời chung thủy với nhau. Và giờ đây chúng ta cùng đọc chung với nhau kinh Vinh Danh. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích thật cao cả mà thánh hóa sự phối hợp vợ chồng, để trong giao ước hôn nhân, Chúa báo trước mầu nhiệm của Đức Kitô và Hội Thánh. Chúng con nài xin Chúa cho các tôi tớ Chúa đây biết lấy việc làm thể hiện điều họ nhận thức được qua đức tin. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài đọc 1. Trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Cô-lô-sê. Anh em thân mến, như những người được chọn của Thiên Chúa, những người thánh thiện và được yêu thương, anh em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hòa, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau, và hãy tha thứ cho nhau nếu người này có chuyện phải oán trách người kia. Như Chúa đã tha thứ cho anh em cũng hãy tha thứ cho nhau. Và trên hết mọi sự, anh em hãy có đức yêu thương. Đó là dây ràng buộc điều toàn thiện. Nguyện cho bình an của Chúa Kitô làm chủ trong lòng anh em. Sự bình an mà anh em đã được kêu gọi tới để làm nên một thân thể. Anh em hãy cảm tạ Thiên Chúa. Nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong anh em. Với tất cả sự khôn ngoan, anh em hãy học hỏi và nhủ bảo lẫn nhau. Hãy dùng những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca của thần khí cùng với lòng tri ân để hát mừng Thiên Chúa trong lòng anh em. Và tất cả những gì anh em làm, trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi chuyện, anh em hãy làm vì danh Chúa Giêsu Kitô, nhờ người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha. Đó là lời Chúa. Tạ ơn Chúa.
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy có tiệc cưới tại Cana xứ Galilea và có mẹ của Chúa Giêsu ở đó. Chúa Giêsu và các môn đệ người cũng được mời dự tiệc cưới và bỗng thiếu rượu. Mẹ Chúa Giêsu nói với người: họ hết rượu rồi. Chúa Giêsu nói với mẹ: hỡi bà, con với bà có can chi đâu, giờ con chưa đến. Mẹ người nói với những người giúp việc: hễ người bảo gì thì phải làm theo. Ở đó có 6 chum đá dùng vào việc thanh tẩy của người Do Thái, mỗi chum đựng được 2 hoặc 3 thùng nước. Chúa Giêsu bảo họ: hãy đổ nước đầy các chum. Họ đổ đầy tới miệng và Chúa Giêsu bảo họ: bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc, và họ đã đem đi. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu, ông không biết từ đâu ra, nhưng những người giúp việc đã múc nước thì biết. Ông mới gọi tân lang mà nói: ai cũng đem rượu ngon ra trước, khi khách ngà ngà thì mới đem rượu xoàng hơn, còn ông lại giữ rượu ngon tới giờ này. Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilea và đã tỏ vinh quang người, và các môn đệ người tin người. Đó là lời Chúa. Xin mời ngồi.
Tiến và Thùy Dương mến này, xin tặng hai em cái chai rượu này để làm kỷ niệm ngày trọng đại của các em nhé. Thưa anh chị em, sau khi nghe xong bài tin mừng hôm nay thì chúng ta thấy cái gì? Và nhìn vào cuộc sống hôm nay chúng ta thấy cái gì? Đó là chúng ta thấy sự trục trặc trong cuộc sống, phải không? Sự trục trặc trong cuộc sống. Sự trục trặc trong cuộc sống thì là do gọi là cho tiệc cưới Cana thì là do thiếu rượu. Mà tại sao lại thiếu rượu? Thì người ta nói rằng là bởi vì họ mời Chúa, rồi mời Đức Mẹ, rồi Chúa dẫn các môn đệ đi. Mà các môn đệ thì chúng ta biết là thuộc lại một số là thuộc thành phần dân đánh ca, phải không? Tức là dân đánh cá đấy. Cho nên là thuộc lại như uống như hú chìm vậy. Gọi là đồ nhắm thì không cần nhiều, nhưng mà rượu thì cần, mồi như gọi vậy. Rồi khi mà có tiệc rượu thì lại y như rằng như thế nào? Có cái người ta đổi cái bài hát như thế này này. Nào anh và tôi uống đi, những người đi lính lớn lớn thì chắc biết phải không? Dù đăng anh và tôi cứ uống, uống cho say, ta uống hết ly rượu này. Anh và tôi cứ uống, anh và tôi cứ uống, anh và tôi uống cạn ly đi. Dô, cứ dô như vậy thì làm sao mà không thiếu rượu được phải không? Như vậy đấy. Cho nên tại tiệc cưới Cana thì là thiếu rượu. Nhưng mà hôm nay thì làm sao? Anh chị Tiến và Thủy Dương cũng đã dự tính những cái ngày nó tốt đẹp các thứ đấy. Nhưng mà rồi làm sao? Covid, phải không? Cô đơn thì không thấy mà Covid nó đã đến. Covid nó làm cho trục trặc. Rồi nếu mà bây giờ chúng ta dâng lễ trong nhà thờ thì giới hạn trong 10 người thôi. Còn ở ngoài trời thì hôm nay lại gặp cái khói cháy nữa. Đấy, như vậy thì chúng ta thấy không? Đấy là cái cuộc sống của chúng ta nó có những trục trặc như vậy. Và trục trặc trong đời sống thì nó không có tránh khỏi được. Rồi cuộc sống hôn nhân nó cũng có những cái trục trặc, có những cái va chạm như vậy. Nhiều lúc vui vẻ với nhau, nhưng mà có những lúc thì giận hờn nhau. Tôi đổi cái lời bài hát để diễn tả sự vui buồn trong cuộc sống gia đình. Khi vui xuôi thuận thì làm sao? Em như cục thịt bò xào quá rồi xào lại, cho vô thêm hành mỡ hương vị thật ngất ngây. Mà khi yêu thì nó như vậy đấy. Nhưng mà khi mà giận nhau, khi mà trục trặc thì sao? Em như bình rượu độc vừa cay lại vừa nồng, uống ngay vô một cốc liền nằm chết quay đơ, phải không? Đấy, như vậy đấy, chúng ta thấy không? Tức là nhiều khi trong đời sống gia đình chúng ta nó có những cái vui, có những cái buồn, có những lúc xuôi thuận, nhưng mà có những lúc cũng trục trặc. Và để giúp cho anh chị sống hạnh phúc với nhau thì xin đề nghị hai điểm. Điểm thứ nhất tức là sống lạc quan với cái nhìn tích cực. Ngày nay người ta nói nhiều đến change your attitude, change your life. Tức là đổi thái độ, thay cuộc đời. Nhìn tiêu cực thì chúng ta sẽ thấy tiêu cực. Nhìn tích cực thì chúng ta sẽ thấy tích cực. Nếu mà nhìn tiêu cực thì chúng ta thấy thế nào? Nào là bị Covid này, rồi ngày cưới khó khăn, lễ chiều thứ bảy thì đụng của giáo xứ, lễ chiều Chúa Nhật thì bài lễ phải theo Chúa Nhật, rồi lại bị khói cháy nữa. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn tích cực thì chúng ta sẽ thấy tích cực. Tôi làm linh mục gần 30 năm rồi, nhưng mà chưa bao giờ có cái đặc ân là dâng lễ cưới ngoài trời như ngày hôm nay. Có thể đây là lễ cưới duy nhất được làm ngoài trời. Nếu không có Covid-19 thì làm gì có mà lễ cưới ngoài trời? Đức cha giáo phận làm gì cho phép? Đó, cho nên bây giờ đã tức là Đức cha cho phép trong thời gian này. Nếu mà sau này mà hết Covid thì chắc chắn là sẽ phải vào trong nhà thờ mà không có được làm lễ ngoài trời. Dù có muốn gì đi nữa cũng không được. Đó nên cho nên trong đời sống chúng ta, chúng được mời gọi, chúng ta nhìn tiêu cực, thấy tiêu cực, nhìn tích cực thế rồi. Nhưng mà chúng ta tùy cái nhìn của chúng ta, change your attitude, change your life. Hãy cố gắng có cái nhìn tích cực trong cuộc sống. Người ta nói một câu rất hay như thế này này. Nếu mắt của bạn tích cực lạc quan, bạn sẽ thấy thích tất cả mọi người trên thế giới. Nhưng nếu lưỡi của bạn tích cực lạc quan, mọi người trên thế giới sẽ thích bạn. Đấy, cái điều dễ hiểu thôi, phải không? Nếu mắt mình tích cực thì mình nhìn thấy tất cả mọi người đều đẹp, đều tốt hết. Rồi nếu mà trường hợp mình nói những cái lời ngon ngọt, dịu dàng thì tất cả mọi người đều thích mình. Tiếng Anh nó như thế này.
If your eyes are positive, you would lie on the people in the world. But if your tongue is a positive, all people in the world will like you. Đấy, cho nên chúng ta cố gắng làm thế nào để mắt chúng ta tích cực và lưỡi của chúng ta tích cực nữa, thì đời sống gia đình của chúng ta, đời sống cộng đoàn chúng ta sẽ an vui hạnh phúc. Và điểm thứ hai, đó là mời Chúa đến trong gia đình của chúng ta. Sau khi gia đình nghe xong bài tin mừng hôm nay, thì ông bố hỏi người con là con học được gì trong cái bài tin mừng hôm nay. Thì người con suy nghĩ một lúc, rồi người con đã đáp là làm thế nào để có Chúa hiện diện trong cái lễ cưới, trong cái ngày vui, trong đời sống của gia đình. Thì chúng ta thấy cái đó là nếu Chúa đến, nếu trường hợp chúng ta đặt vấn đề, nếu không có Chúa hiện diện đấy, không có Đức Mẹ hiện diện trong tiệc cưới, thì lúc đó thiếu rượu sẽ xảy ra như thế nào? Nhưng mà có Chúa hiện diện, Chúa đã làm phép lạ, và gia đình đó, cái cặp vợ chồng đó chắc chắn sẽ có kỷ niệm đáng giá ngàn đời, là bởi vì được gọi là một cái phép lạ nó rõ ràng như vậy đó. Rồi nhiều người người ta sẽ nhắc đến ở ngày cái thật các cái đấy là thật may mắn, là bởi vì có Chúa Giêsu hiện diện ở đó. Cho nên chúng ta cố gắng làm thế nào để trong đời sống gia đình chúng ta có Chúa hiện diện. Thì như vậy Chúa đến và Đức Mẹ đến, Chúa cho Đức Mẹ sẽ làm cho gia đình chúng ta hạnh phúc. À, anh chị quý mến, cách đây khá lâu thì khi tôi còn giúp xứ ở Arlington, Texas ấy, thì có đến thăm cái giáo xứ mà giờ cha Khôi đang coi sóc ở Wichita Falls, Texas ấy. Ở đó có hai ông bà họ mừng 50 năm. Và trong giờ cơm thì ông bà kể là chuyện là ông bảo với chứ cái ông ấy thì cũng có cái máu hài hước, là ông ấy đổi cái bài hát để mà gọi là chia sẻ với nhau. Thì hai ông bà hát với nhau như thế này này. Ông nói với bà là không ai thương mình bằng tim hai đứa đâu em. Xong rồi cái bà vợ thì bà cũng hát lại chứ, không ai thương mình bằng tim hai đứa đâu anh. Xong rồi hai người cùng hát với nhau, dù cho trời có giông to thì ta đừng có xa nhau, dù cho mình già. Đấy, như vậy đó nha. Cho nên là có già đi nữa thì chúng ta cố gắng, cố dù giông tố hay là cái gì đi, có khói cháy hay cái gì đi nữa, chúng ta cố gắng lạc quan và chúng ta cố gắng bám lấy Chúa, bám Đức Mẹ, thì gia đình chúng ta an vui hạnh phúc. Anh Giuse Đỗ Đức Tiến và chị Teresa Nguyễn Thị Thủy Dương thân mến, anh chị cùng nhau đến nhà thờ để ý muốn kết hôn của anh chị được Chúa củng cố bằng một ấn dấu linh thánh trước mặt thừa tác viên của hội thánh và cộng đoàn. Đức Kitô dang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của anh chị và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho anh chị nên phong phú và vững mạnh, để anh chị mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân, như chính người đã dùng bí tích thanh tẩy mà thánh hiến anh chị. Bởi vậy, trước mặt hội thánh, cha hỏi anh chị về ý định của anh chị. Anh Giuse Đỗ Đức Tín và chị Teresa Nguyễn Thị Thủy Dương, anh chị đến đây để kết hôn với nhau, anh chị có bị ép buộc không? Thưa không. Anh chị có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa có. Khi chọn đời sống hôn nhân, anh chị có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa có. Anh chị có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa có. Vậy bởi vì anh chị đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện, anh chị hãy nắm tay nhau và nói lên sự ưng thuận của anh chị trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh Giuse Đỗ Đức Tiến nhận em. Nhận em Teresa Nguyễn Thị Thùy Dương làm vợ. Đọc. Sao, vô đây.
Và hứa giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu. Thể yêu thương và trân trọng em mỗi ngày suốt đời anh. Em Teresa Nguyễn Thị Thùy Dương xin nhận anh Giuse Đỗ Đức Tiến làm chồng của em và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc âu yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mỗi ngày suốt cuộc đời em. Xin Thiên Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự ưng thuận anh chị vừa tỏ bày trước mặt hội thánh, và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên anh chị. Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly. Nào ta chúc tụng Chúa, ta ơn Chúa. Xin Thiên Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn này mà anh chị sắp trao cho nhau làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy. Em Teresa Nguyễn Thị Thùy Dương xin hãy nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của anh. Cha và con và thánh thần. Anh Đức Lý, xin em nhận chiếc nhẫn này làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của em. Nhân danh Cha và con và thánh thần. Thưa anh chị em, chúng ta có một gia đình mới, đó là gia đình của anh Đức Tiến và Thùy Dương. Giờ chúng ta cùng chúc mừng. Okay. Kiss đi, kiss. Giờ xin tất cả chúng ta cùng đứng để chúng ta dâng lời nguyện nhé. Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, đấng đã dùng bí tích hôn nhân mà thắt kết người nam và người nữ, xin lắng nghe lời nguyện cầu tha thiết sau đây của chúng con. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa là nguồn tình yêu. Xin Chúa liên kết đôi tân hôn là Thùy Dương và Đức Tiến mỗi ngày thêm bền chặt trong tình yêu và ơn nghĩa Chúa. Xin cho họ biết thành tâm thờ phượng Chúa hết lòng, cho họ biết yêu nhau tha thiết, giữ lòng chung thủy với nhau trọn đời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban muôn ơn lành hồn xác xuống cho anh chị em, họ hàng thân quyến, bạn hữu của Thùy Dương và Đức Tiến. Xin Chúa trả công bội hậu cho tất cả những người đã giúp đỡ Thùy Dương và Đức Tiến trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho tổ tiên và những người thân yêu của Thùy Dương và Đức Tiến đã an nghỉ trong Chúa. Xin Chúa tha thứ lỗi lầm và mau đưa họ về hưởng thánh nhan Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi người đang tham dự nghi lễ này và anh chị em vì hoàn cảnh không thể hiện diện nơi đây được tràn đầy ân sủng, nguồn vui và phúc lộc của Chúa, để biết luôn thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau và trở nên nhân chứng của tình yêu Chúa trước mặt mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Cha chí nhân, nhờ Chúa Thánh Thần, Chúa đã đổ vào lòng chúng con ơn tình yêu. Xin Chúa rộng ban thật nhiều ơn tình yêu này cho đôi tân hôn, cho gia đình họ và cho mọi người chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xuống lấy mình nhỉ. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin thương nhậm lời chúng con khẩn cầu và nghe mắt nhân từ nhận của lễ chúng con dâng, để cầu cho các tôi tớ Chúa đã được liên kết với nhau bằng giao ước thánh thiện. Ước chi nhờ các mầu nhiệm này, họ được bền vững thương yêu nhau và kính mến Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã muốn nâng con người được tạo thành do ân ban của lòng từ ái Chúa lên địa vị cao sang dường ấy, để Chúa lưu lại hình ảnh chân thực của tình yêu Chúa nơi đời sống chung của người nam và người nữ.
Chúa đã tạo dựng con người vì tình yêu. Chúa vẫn không ngừng kêu gọi họ sống luật tình yêu để được Chúa cho thông phần tình yêu vĩnh cửu của Chúa. Chính mầu nhiệm hôn nhân thánh thiện của họ khi trở thành dấu chỉ tình yêu của Chúa sẽ thánh hiến tình yêu nhân loại. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng: Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con ban truyền Chúa chiều chết và tiên dân Chúa sống lại, Chúa mời tin Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh về trên cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mến cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Giacobbe chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin cùng nhớ đến anh Giuse Đức Tiến và chị Teresa Thủy Dương mà Chúa đã dẫn đưa tới ngày thành hôn. Nhờ ơn Chúa, xin cho anh chị được bền vững trong tình thương yêu nhau và được sống bình an. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy đều vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Vâng lệnh cho cứu thế và theo thể thức người dạy chúng ta giam nguyện rằng cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sang, nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy tha thiết kêu cầu phúc lành của Chúa xuống trên cặp vợ chồng này. Xin chính Chúa ban ơn trợ giúp phù trì những người Chúa đã làm cho nên phong phú nhờ bí tích hôn phối. Xin mời anh Tiến và chị Dương quỳ. Lạy Cha Chí Thánh, đấng tạo thành toàn thể thế giới, Cha đã dựng nên người nam và người nữ giống hình ảnh Cha và đã muốn cho cộng đoàn của họ được tràn đầy phúc lành của Cha. Chúng con khiêm tốn nài xin cho những tôi tớ Cha đây hôm nay được liên kết với nhau nhờ bí tích hôn phối. Lạy Chúa, xin tuân đổ chan hòa phúc lành của Chúa xuống trên chị Teresa Thủy Dương và bạn trăm năm của chị là anh Du Xe Đức Tiến. Xin Chúa dùng quyền lực thánh thần của Chúa từ trên cao đốt nóng tâm hồn anh chị Du Xe Đức Tiến và Teresa Thủy Dương, để khi vui hưởng sự trao hiến cho nhau trong hôn nhân, anh chị biết dùng con cái điểm tô cho gia đình và làm cho hội thánh được thêm phong phú. Lạy Chúa, xin cho anh chị Du Xe Đức Tiến và Teresa Thủy Dương biết ngợi khen Chúa khi vui, tìm đến Chúa lúc buồn, khi lao nhọc được vui mừng vì có Chúa hiện diện phù trì, lúc ngặt nghèo cảm thấy Chúa gần bên xoa dịu. Xin cho anh chị biết cầu nguyện nơi cộng đoàn thánh thiện và làm chứng cho Chúa nơi trần gian, để sau khi được cùng với đông đảo bạn bè bao quanh vui hưởng tuổi già diễm phúc, anh chị đạt được tới nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Lạy Chiên Thiên Chúa, đơn xoa tội trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đơn xoa tội trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đơn xoa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xoa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Đạo chủ sẽ cho hai người này chứ, sẽ cho hai người kia trước lễ trước, cho hai người được lễ tiết đậu thế. Okay. Chúa cho con người bạn đường sống như bạn người.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa, được tham dự bàn tiệc của Chúa, chúng con nài xin Chúa cho những người đã kết hợp với nhau bằng bí tích hôn phối, biết luôn gắn bó với Chúa và rao truyền danh Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Có muốn con nói mấy lời thảm não không? Xin mời ngồi nhé. Thank you.
Xin thưa cha, trước hết con xin thay mặt hai họ lời cảm ơn cha đã dành thánh lễ chiều hôm nay trong một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt, và ban phép phép bí tích hồn khổ cho hai được trao đổi tân hồn. Cảm ơn thầy Phong, thầy Hoàng và tất cả các anh chị em đã giúp đỡ cho tổ chức cái bữa lễ hôm nay được tốt đẹp. Xin cảm ơn ca đoàn Thiên Ân đã mang những giọng ca rất là nồng nàn ấm áp cho bữa lễ ngày hôm nay của gia đình chúng tôi. Xin cảm ơn bà con hai họ, tất cả các bạn hữu đã tham gia thánh lễ, cầu nguyện chúc phúc và chia sẻ niềm vui của gia đình chúng tôi. Trong một hoàn cảnh đặc biệt này thì chỉ có vì tình thương yêu mà tôi biết là quý vị chỉ có tình thương yêu mà đến với chúng tôi thôi. Và tôi cũng không biết dùng cái lời lẽ nào để nói lên hết những cái tâm tình biết ơn. Và xin chỉ xin Thiên Chúa luôn chúc lành cho quý vị luôn được bình an. Và sau thánh lễ này thì gia đình cũng rất muốn có những bức ảnh làm kỷ niệm, thì xin mọi người nếu có thể được thì xin dành cho hai gia đình. Con xin cảm ơn cha và cảm ơn phụ đoàn. Cũng đã chuẩn bị rồi nhưng mà vẫn còn thấy có sự thiếu sót. Không biết sự thiếu sót về cái nào, nào trục trặc với gì nào? Có ai biết không? Ai biết được thưởng 5 đồng? Bây giờ như vậy này, là hai người anh chị Tiến và Thùy Dương họ đã làm hôn phối dân sự rồi, tức là có civil marriage rồi, và chỉ có cái này thôi, nhưng mà cần hai nhân chứng. Đấy, chính là thì là anh Thái với chị Loan phải đứng hai bên đấy để biết là nhân chứng. Bây giờ xin Thái với chị Loan đứng lên để cho họ biết là đây hai nhân chứng trong cái thánh lễ này đây này. Đấy, tức là để cho thành sự thì cần phải có hai gọi là hai cặp vợ chồng và hai nhân chứng, và cha chủ sự là official witness thôi, tức là cần hai người thì là hai người chính, còn đây là witness và cha là official witness, cho nên thiếu hai người này thì không có được, không thành hôn phối, không thành. Nhưng mà chúng ta biết là hai anh chị hiện diện đây tuy rằng không có đứng ở sát bên thôi, nhưng mà đứng ở đấy thì cũng được nha. Thì ở đấy một cái thiếu sót chính là thì đứng ở bên hai bên nó như vậy, nhưng thôi thì chúng ta cùng thông cảm với nhau trong cái lúc hoàn cảnh này. Bây giờ chúng ta cùng đứng lãnh nhận pháp lành. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Quay xuống nhìn. Đúng, chưa. Chưa, em để hát xong đó. Từ để hát đã, cho cha đi đã. Nghe chụp với con là tấm hình nha. Đừng để bông đi, chụp với con tấm hình. Đi em, đi. Đứng mẹ nào vậy? Đứng mẹ đây chứ. Đứng mẹ đây chứ. Dân nước mẹ trong hả cha? Cha ơi, dân nước mẹ ở trong. Con dân nước mẹ ở đây hay trong cha? Tùy thôi, ngoài đây. Đây em để, xong em để. Rồi, em cứ rồi. Đứng đây được rồi. Bao bông chính giữa nha, cho cắm vô trong cái lỗ luôn không được mà. Sao chào mẹ. Rồi quay lại. Giơ tay chào chào mọi người đi, cảm ơn mọi người đi. Đứng qua bên ghế hả? Trước cái ghế này luôn nè. Bắt đầu đi bộ xuống dưới. Đi xuống giơ tay cha chào mọi người. Em đừng có nhún ở nhà thờ. Xuống đây em nhún nhiều như sau.
Thơm quá.